quá trời đèn luôn á. Đó, bên đó là bên quận 4, ngay đó là bến Vân Đồn. Đèn mới là nó sẽ sáng trắng luôn. Ở đây có cái hẻm 257 nè, có quán nhậu ở đây nè, rất là thay đổi đến chóng mặt. Ở đây ngày xưa có cái chung cư hình như 70 Nguyễn Quỳnh Đức năm xưa, bây giờ là đường Trần Quang Khải, Trần Tuấn Khải. Sau thời gian ở đây thì có cái rạp hát Đống Đa nè, là thấy đèn rất là đẹp đó, đó là rạp hát Đống Đa. Rồi kế bên thì có một cái dãy nhà xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, chúc bà con cô bác mình ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Em xin chào các chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là bến Chương Dương. Bến Chương Dương ngày xưa, bây giờ là đại lộ Võ Văn Kiệt ha. Thì hôm nay rảnh rỗi mát mẻ thì em dẫn bà con mình cùng đi dạo mát với em nha, đi một vòng Sài Gòn chơi để ngắm cái con đường lớn nhất ở Sài Gòn này, lớn nhất nhì thôi chứ không phải lớn nhất, ngày xưa thì lớn nhất, nhưng mà sau này có đường Phạm Văn Đồng là đường thứ hai rồi, nên nhưng mà dù sao cũng là con đường đẹp lớn ở Sài Gòn. Thì chúng ta cùng nhau lang thang vòng quanh cái khu vực bến Chương Dương, bến Hàm Tử trên xe máy nha. Đây chúng ta sẽ bắt đầu từ ngay đây là cái hãng Isuzu ngày xưa, bây giờ là hãng Samco. Hãng Samco, chỗ này để gửi xe đó, gửi xe hơi, cũng là một cái điểm mà ngay góc Võ Văn Kiệt và Đề Thám, nó gần với cộng lãnh ha. Nếu mà các chị bạn có đi đến khu vực này thì nếu mà chúng ta không có chỗ gửi xe thì mình có thể gửi ở đây cũng được. Rồi hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu nha. Mình sẽ đi chậm thôi, đi chậm để bà con cùng nhìn thấy rõ hơn. Ở đây cũng có rất là nhiều cái nhà xưa, công trình thời xưa. Ta nhìn bên kia có cái building đèn quá trời đèn luôn á. Đó, bên đó là bên quận 4, ngay đó là bến Vân Đồn. Bến Vân Đồn bây giờ có rất là nhiều cái building rồi ha. Cái khúc bến Chương Dương này buổi tối cũng rất là nhiều quán nhậu nha, ngồi rất là mát mẻ. Mình có thể ra đây hóng mát, ngồi nhâm nhi cùng bà con, bạn bè. Cái lại đường đây rất là rộng và cái không gian rất là thoáng. Con đường này về đêm thì chúng ta thấy đèn cũng rất là sáng, nhưng mà vẫn chưa có sáng lắm, tại vì những cái loại đèn này đèn cũ nè, đèn mới là nó sẽ sáng trắng luôn. Ở đây có cái hẻm 257 nè, có quán nhậu ở đây nè, quán nhậu 257. Nếu các anh chị các bạn nào mà hay đi nhậu là sẽ biết cái quán đó ha. Khu vực này là phường Cô Giang, đi tới tí nữa thì là phường Cầu Kho. Ngay đây là ngã ba giao lộ Trần Đình Xu,
Trần Đình Xu, con đường bán hủ tiếu chay nổi tiếng, và giao với Bến Trương Dương. Ở đây có cái nhà máy nước ngọt Trương Dương. Bữa chúng ta đi ngang đây thấy cái một đám cháy ở trong cái hẻm cuối hẻm 391. Thì theo báo đăng và thông tin trên mạng thì em thấy đó là một cái vụ tự sát, tự thiêu do xích mích gia đình. Bữa ở đầu hẻm này nè, hẻm gần cái chung cư 518 nè, có chị comment và nói em đến địa chỉ 518 Võ Văn Kiệt. Nhưng mà 518 này thì bây giờ là cái chung cư đời này không biết tìm ai trong đây ha. Đó, bữa cháy đây nè. Nhưng mà do bữa giờ có rất là nhiều việc nên em không có đến để quay cái tình hình như thế nào, nên bà con mình thông cảm nha. Nếu mà chị Mai có xem video này thì em xin comment nha, nói lại cái địa chỉ giúp em. Địa chỉ 518 là một cái chung cư mà hôm bữa nó bị nứt á, nên bà con mình sẽ di dời ở một cái địa chỉ khác, đó là cái chung cư đó. Nhưng mà sau một thời gian rào lại thì em vẫn thấy không mấy động tĩnh gì sửa chữa đó, không biết sẽ giải pháp như thế nào. Ở đây chúng ta có thấy đó là cái nhà máy nước ngọt Trương Dương, nhà máy nước ngọt Trương Dương bên tay phải nè, kế bên cái công ty xi măng Hà Tiên. Nhà máy cũng rất là xưa nè, một trong những điểm xưa nhất ở cái khu vực Bến Trương Dương này. Bến Trương Dương gắn liền với cái thương hiệu nước ngọt Trương Dương. Ở đây thì có rất là nhiều cái building mới được xây lên ha. Chúng ta thấy từ trung cấp cho tới cao cấp. Mình nhìn thấy đây là cầu Nguyễn Văn Cừ nè, một cái cầu cũng rất là hoành tráng ở cái khu vực chợ Nancy này. Để có được cây cầu này thì chúng ta phải đánh đổi bằng những cái ngôi chợ. Bên đây thì chợ Nancy đã giải tỏa và để xây lên cây cầu. Đây nhà máy đèn, nhà đèn chợ quán năm xưa. Sài Gòn về đêm thì có một cái hình ảnh nó khác với là ban ngày. Thì ban ngày chúng ta thấy rất là nắng và không có một cái bóng mát ở cái khu vực này. Thì ban đêm thì chúng ta thấy rất là dễ chịu và những cái ánh đèn le lói, đèn đường. Đây là căn hộ mẫu của Regal Riverside, của cái khu vực nhà đèn chợ quán sẽ thay đổi bởi cái dự án Riverside này. Chúng ta nhìn thấy ngày xưa ở đây là một cái dãy nhà sàn, những nhà sàn ven sông thôi. Nhưng mà bây giờ thì không còn cái dãy nhà đó nữa ha.
để đổi lấy một cái hình ảnh một con đường hiện đại ở khu vực này, một cái đại lộ đi từ Đông Sài Gòn đến Tây Sài Gòn. Trước mặt các anh chị các bạn đó là cái cầu Chữ Y, một cái cầu gắn liền với khu vực bến Hàm Tử rất là lâu. Ngày xưa dưới gầm cầu Chữ Y này, cái con đường nó rất là dơ và ổ gà. Nhớ ngày xưa em có đi thì con đường này bụi dữ lắm. Hai bên người dân bán cừ tràm rồi rất là nhiều nhà lụp xụp. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có dịp nhìn lại rất là thay đổi đến chóng mặt. Ở đây ngày xưa có chung cư hình như 70 Bến Hàm Tử, nhưng mà bây giờ đã giải tỏa lên rồi ha. Giải tỏa, đây là mặt trước của chung cư nhà trái ở Bến Hàm Tử này. Anh ba sắp đi ngang căn nhà của cô chú Kheo Lê ha, ngay ngã ba Trần Bình Trọng và Bến Dương Dương. Ngay đây ngày xưa có một cái dựa than phải nói là nổi tiếng ở khu vực này. Nhưng mà khu vực này là chuyên về than đá đó các chị, than đá để những cái quán ăn đó, người ta hay xài than đá. Rồi tới xíu nữa thì có cái bệnh viện, đây là cái kho hàng, cái kho để trống. Cái đó là con hẻm 146 thông vô 148, rồi trường tiểu học Hàm Tử đây. Buổi tối thì có các em học võ, học ngoại khóa đó. Những con hẻm đó buổi tối rất là tối, không có sáng như những con hẻm ở quận 4 hay là quận nhất, cũng rất là âm u. Đây là cái bệnh viện nhiệt đới nè, ngày xưa là bệnh viện Hàm Tử, một trong những bệnh viện mà chuyên trị sốt ở thành phố luôn, ở Sài Gòn luôn, rất là nổi tiếng, rất là hay. Tới nữa xíu nữa thì chúng ta sẽ đi ngang cái chợ Hòa Bình về đêm. Xong cái mình dạo một vòng con đường Nguyễn Quỳnh Đức, ngày nay là đường Trần Quang Khải đó anh chị. Cái hướng này là mình sẽ đi vô chợ nè, nhưng mà chợ Hòa Bình về đêm thì không có đông đúc và tấp nập như các chợ khác ha, chỉ có một vài hàng quán với lại chị bán quần áo phía trước thôi, cũng bán tầm 8 giờ mấy 9 giờ là xong hết rồi, ra dẹp hết rồi. Ở đây thì có cái quán nhậu của một dãy chung cư thời xưa, từ xưa tới bây giờ luôn đó. Mình nhìn thấy chung cư nó rất là cũ rồi đó. Đầu đường Đào Tấn đi vô chợ cá chợ Hòa Bình.
ta sẽ bắt đầu đi vô đầu đường Nguyễn Quỳnh Đức năm xưa, bây giờ là đường Trần Quang Khải, Trần Tuấn Khải. Sau thời gian tìm hiểu thì mới biết được cái con đường này ngày xưa tên là Trần Nguyễn Quỳnh Đức. Không biết có phải như thế không thì nhờ các cô chú anh chị, những ai có ở khu vực này ngày xưa thì cho em xin các comment nha. Con đường này buổi tối thì bán hủ tiếu mì rất là đông ở chỗ này, nhìn thấy hấp dẫn mà. Chú Jin không biết có xem được cái video ở đoạn này không ha, nếu có cho ông xin cái comment nha. Tại vì cái địa chỉ nhà của chú bây giờ đã rất là thay đổi rồi nên con không có biết được cái địa chỉ đó là như thế nào. Hy vọng là chú sẽ nhắn cho con biết cái nhận diện, cái điểm nhận dạng ở cái vị trí đó để con có tiện việc tìm cho nó dễ hơn. Thế con đường này rất là ngắn mà nhà thì cũng rất là mới hết rồi, không có nhiều như ngày xưa, không có nhiều nhà cũ như ngày xưa nữa, chỉ còn lại những cái căn chung cư. Căn chung cư thì vẫn còn thôi, còn những nhà cấp 4 ngày xưa thì có lẽ đã thay đổi hết rồi. Trường mầm non 5A đó. Rồi, thẳng phía trước thì đó là đường Trần Hưng Đạo, nếu ta quẹo trái sẽ đi về Chợ Lớn và quẹo phải sẽ đi về Quận Nhất. Quẹo trái thì có khách sạn Đồng Khánh, khu vực đường Đồng Khánh. Ở đây thì có cái rạp hát Đống Đa nè, ta thấy đèn rất là đẹp đó, đó là rạp hát Đống Đa. Rồi kế bên thì có một cái dãy nhà xưa. Dãy nhà xưa nè. Rồi một số hình ảnh ở khu vực chợ bến Trương Dương, bến Hàm Tử, đi đến đường Trần Tuấn Khải ngày nay và đường Nguyễn Quỳnh Đức ngày xưa, rồi đến cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta hy vọng là mình sẽ cập nhật được một số hình ảnh ngày Sài Gòn ngày nay và mình có thể đó là những kỷ niệm ngày xưa ha, để chúng ta có dịp nhìn lại. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, chúc bà con cô bác mình ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Đây cái chỗ sáng sáng đèn đây là rạp Đống Đa nè.